Ờ đây anh em ơi, bây giờ đang rải cái con W210 nha, cái bình xăng của nó đẹp quá, vàng xanh chành luôn em ơi, rất là đẹp luôn. Nè cái e của nó nè, anh em thấy không? Cái xá xị kiểu nhôm này, nói chung là xe này nguyên bản lắm, sườn rất là đẹp, sườn rất là đẹp luôn. Này bô e này, bô e W210 là đây có mã này, em thấy không? Hơi khó thấy ha. Đó, anh em thấy không? Đó, KFL ha, 8.500 nha. Rất là đẹp luôn, nói chung mới lắm. Đây này, mã này. Bộ bình xăng con này mới quá, đẹp quá đi. Cụ đề ha, quay cụ đề cho anh em coi này. Nói chung xe này cụ máy rất là đẹp luôn á. Cụ máy rất là đẹp, có điều là mình chưa có ra thôi. Chứ cái màu của nó là anh em nhìn là anh em biết rồi ha. Đây, mô bin này, mới ghê không? Cái này là mình chưa có lấy dầu đâu qua này, mới đẹp. Đây cụ đề đây, tem này, tem còn nhá, tem Thái này, lấy tay lau này. Đó thấy chưa, cụ đề quay 210 chưa. Rồi cụ đề này thì cái tem cỡ đó thì anh em biết rồi ha, cụ đề cỡ nào rồi. Mai mình mở ra cho anh em coi mấy cao su lòng này, để luôn cho anh em là mua đầu lòng nhá. Đầu lòng này mở ra nếu mà ép tăng đa thì đã có khách lấy nhá. Nồi xe này chưa hú cho anh em, nồi xe này là chưa hú. Cái cần thắng quay 210 zin theo, theo xe này đẹp ghê không? Anh em là lấy cần thắng này là khỏi chê nha, hết nước chấm luôn nè, mới à. Đó, cực đẹp nha. Rồi ok anh em, là chúng ta mua món gì thì liên hệ mình, đặc biệt là bộ bình xăng con này rất là đẹp luôn. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều.